Chào mừng quý cô chú anh chị đã đến với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Hôm nay nhà vườn LV chúng em vẫn tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị mình một số cây như là nguyệt quế, linh sam, dáng lùa, lũa, cây ogô và một số loại cây khác nha quý cô chú anh chị. Thì địa chỉ bên con là ấp Nhân Quế, xã Bình Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại liên hệ là 0326408040. Không mất thời gian cô chú anh chị, con vào cây đầu tiên. Trước mắt quý cô chú anh chị là một cây Euro phong chanh nha cô chú, dáng phong chanh. Cô chú thấy ở đằng sau không? Nó dạ ở phía sau đây cô chú. Đây cái bóng của nó đây, như chanh luôn ạ. Rồi con vào cây luôn. Hiện tại đang trên cây là có nút nụ nè cô chú, bông nè, bông khá là nhiều, tết là nở rộ luôn, màu của nó là trắng phớt hồng ạ. Cây khá là có duyên. Rồi con xin đo thông số. Đấy nơm nè cô chú, quặm xuống luôn ạ. 29. Đế của nó 29. Còn cái hoành thì nó hơi nhỏ, nhỏ bằng ngón tay cái con vậy. Chiều cao là 49, không, chiều cao là 42. Y như chanh vậy ạ. Đây, con có đi kèm một con hạt. Bông nút nụ, chơi Tết vô tư luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi khúc này á, là nó bị điếc nha cô chú anh chị. Nhưng mà mình lá đây là vẫn xum xơ vẫn khỏe, nó chỉ bị điếc khúc này thôi. Nhưng mà cái vòng khá là đẹp, nói chung là nhìn tổng thể ok ạ. Rồi con mã số 1, 1G con xin phép giao lưu là 650k, bao ship kèm chậu tặng con hạt. Con sẽ giao cây y như hình chú quý cô chú anh chị luôn. Cây này là bông nở vừa Tết luôn ạ. Bông của nó là màu trắng phớt hồng nha quý cô chú anh chị. Quá trời nút nụ luôn. Rồi xin phép qua cây ạ. Dạ. Tiếp tục giao lưu với quý cô chú anh chị mình là một cây Euro dáng đổ nha quý cô chú anh chị. Rồi cho cô chú chị xem mặt bông luôn. Trắng phớt hồng. Rất là thơm nha quý cô chú anh chị. Rồi xin phép đo thông số. Quỳnh đế là 26, quỳnh đế là 25. Quỳnh thân là 11. Đổ là 35. Đây đế sổ, con đo đế sổ cho biết chú anh chị xem. Đế sổ là 10, đây. Đế khá là nơm. Rồi, vườn con có hai cây Euro duy nhất. Quý cô chú và anh chị mình hợp nhãn thì nhanh tay nha. Rồi, mã 2G xin giao lưu là 450k, bao ship kèm chậu ạ. Bông cực kỳ thơm, màu trắng phớt hồng. Con xin nhắc lại 2G giá là 450k, bao ship kèm chậu ạ. Dạ rồi xin phép qua cây. Dạ tiếp tục con giao lưu với cô chú anh chị mình cây sam 86 ạ. Thì hiện tại cái mấy cái tược này con chừa để nuôi mặt cắt nha quý cô chú anh chị. Còn nếu mà cắt thì nó sẽ đẹp cái cây hơn. Nhưng mà mình ưu tiên nuôi mặt cắt hơn nha quý cô chú anh chị. Còn quý cô chú anh chị mà muốn con tỉa thì khi nào mà chốt cây rồi con sẽ tỉa cho quý cô chú anh chị mình nha. Nó đây cây đang kéo mặt cắt á, nên con cứ con để như vậy cho nó nhanh kéo hơn á. Cây này bộ đế khá là nở, đế chữ A khá là nở, khá là bự luôn. Cái này còn ở chiếu nó con chưa khai thác hết luôn á quý cô chú. Đế rất là uống, rất là lực luôn.
chi cần đóng đều luôn ạ. Cô xin phép ra thông số. Hoành là 24 ạ. Hoành là 24. Chiều cao là 33. Tán ngang là 40. Mã 3G xin Zalo với cô chú anh chị mình là 600k bao ship. Cái thằng rất là già. Hoành theo cái giống này là hiện tại là hoành, cái cây này hoành khá là lớn trong nhà vườn nhà con luôn á quý cô chú. Mà cuối năm thì giá cực kỳ mềm cho cô chú mình luôn. Hiện tại 600k cho mã 3G xin phép qua cây. Dạ rồi, tiếp tục con xin giao luôn với cô chú anh chị mình mã 4G. Thì cây hiện tại là dáng lắc lượng luôn cô chú. Cái con rất là khéo nè. Lắc lượng găng guốc. Đế càng ngày càng nở, con chưa khai thác hết luôn á cô chú. Giờ mình thay chậu bonsai rồi mình khai thác. Đây. Rất là già cây. Đây con quay bông cho cô chú anh chị mình xem. À, cây bông của nó là màu tím. Rất là đậm nha cô chú. Rất là đậm luôn, bông trên cây luôn. Đây, rất nó bị u nằng nằng cô chú. Cây rất là già rồi. Tôi xin web tên số đây. Cao là 34. Tán ngang là 33. Chi cành đóng đều hết luôn rồi cô chú. Giờ là mình cắt nước ra hoa là mình cứ việc chơi thôi. Nó già cây hết rồi. Cái này cô chú thay chậu là hết sảy. Rồi mã 4G xin phép cho luôn là 650k bao ship. Trên cây có mặt bông luôn nên cô chú mình yên tâm, bông rất là đẹp luôn. Con bao bông đẹp cho cô chú mình nha. Sam 86 bông tím đậm rất là đẹp. Cô chú mình chốt cây là con sẽ ship cây y hình cho cô chú luôn. Nên cô chú mình yên tâm nha. Những cô chú nào mà cứ mua cây bên con rồi á thì cũng biết shop con làm ăn như thế nào nha. Rồi xin phép qua cây. Yo. Dạ, tiếp tục giao lưu với cô biết cô chú anh chị mình là cây Sam Song Hinh, Sam 86 ạ, mã 5G. Đây ông cho cô chú mình xem kỹ cận cảnh cái đế như bạch tuộc, như rau bạch tuộc luôn quý cô chú anh chị. Đế nở nha. Đế nở càng ngày càng nở, chưa khai thác hết luôn. Mình nhìn mấy cái gợi của nó nè. Đây. Bự hơn ngón tay cái con luôn cô chú. Chú hình dung. Có 102 trong vườn con chỉ có một cây này duy nhất thôi á. Quý cô chú mình nhanh tay nha. Chiều cao em nó là 28. Hoành ở điểm này là 24. Tán ngang là 28 luôn cô chú. Rồi. Quay cảnh rất là lực, ở ngoài còn lực hơn rất là nhiều luôn á cô chú. Con chưa môi cái đế hết đây nè. Còn ở dưới nữa. Cái này mình vô chậu mình khai thác đế luôn. Tại con để trong cái thố đen này là con nuôi á. Còn cô chú mình về vô chậu là chơi là ok. Mình về mình sắp đế là hay theo với mình. Hoặc là mình để chơi rau bạch tuộc mình chơi luôn cũng được. Thì cái này là về là Tết nay là rộ bông à. Mình cắt nước là nó lên rộ bông luôn á cô chú. Rồi mã 5G xin phép giao lưu là 700k. Cây này rất là đẹp, cô chú mình nhanh tay nha. 5G 700k con xin phép qua cây. Ok. Dạ, tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị mình là một cây sam siêu bông song hình sắp đế. Đây, anh quay cận cảnh cho quý cô chú mình coi cái đế. Đế chạy đều 24 giờ luôn nha quý cô chú anh chị. Đều 24 giờ luôn ạ. Đây tàn đa lên nè. Bạc phong
dáng bạc phong nha quý cô chú anh chị. Hiện tại đang trên cây, đang cho hạt rất là nhiều đây. Rồi xin phép đo thông số đi, anh hãy quay tổng thể cho chú anh ta. Rồi cho quay thông số cho cô chú tham khảo. Hoành là 19. Chiều cao là 50. Tán ngang là 60. Đây cho trái đi ạ. Hiện tại là cây là xum xuê trái luôn. Chi tàn là đóng đều hết rồi. Vàng xương là khá ok luôn. Quý cô chủ mình cứ về chơi, nuôi cho nó to lên. Hiện tại là mới vừa ra hoa, còn hoa trên mặt, trên cây luôn quý cô chú. Vừa ra hoa và vừa cho trái rộ luôn, rộ cây luôn. Thì hiện tại là mã 6 ghê, con xin phép cho luôn 1.200.000 bao ship kèm chậu. Nhìn cây khá là vạm vỡ nha cô chú anh chị. Dáng nghệ thuật luôn ạ, nhìn cây rất là duyên. Lần nữa cho cô chú anh chị mình thấy cụ thể qua cây tiếp theo ạ. Dạ cái dáng cây này nó mô phỏng như trong tự nhiên mà gió mạnh đó cô chú anh chị. Nó sẽ nó lùa tán cây, nó sẽ nó lùa về một hướng luôn. Nhanh tay để chốt cây này nghe cô chú anh chị, mã 6G rồi xin phép qua cây. Và dạ, tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị mình một cây mai chiến thủy trung nô ạ. Đây nô rất là nhiều. Cốt cành cũng to nha quý cô chú anh chị. Bông hiện tại trên cây rất là xum xuê. Tôi xin phép đo thông số. Chút. Dạ hoành ở điểm này của em nó là 27. Chiều cao em nó là 38. Tán ngang em nó là 48. Hiện tại siêu thơm luôn á. Con về ngửi xong là siêu thơm luôn quý cô chú anh chị. Cây lùng lực. Đế còn khai thác được luôn á. Tại vì con nuôi cây trong chậu nên con không có khai thác đế nhiều á. Thì giờ cô chú anh chị chơi mình có thể là khai thác đế. Cây này là thùng chậu cho quý cô chú anh chị mình chơi luôn nên yên tâm nha. Nổi chưa? Nó cứng quá vậy không nổi luôn cô chú. Rồi hiện tại là mã 7G, con xin phép vô luôn với phí cô chú anh chị mình là 1.300.000 bao ship kèm chậu luôn. Hiện tại nhà vườn còn có một cây duy nhất đó cô chú, nhưng mình vậy mình nhanh tay nha. 7G 1.300.000, hoành 27. Rồi xin phép qua cây. Tiếp tục giao lưu với quý cô chú anh chị mình một cây chen vàng nha. Mã 8G. Cô xin phép đâu rồi. Hoành ở điểm này là em nó 17. Chiều cao là 29. Tán ngang em nó là 24. Mã 8G em xin phép giao lưu là 300.000 bao ship. Cho bông nè, có nụ nè cô chú. Đang đâm tược non. Rồi mã 8G xin phép giao lưu là 300.000, xin phép qua cây. Mã 9G. Đây có mặt bông trên cây luôn quý cô chú.
bông vàng ạ. Xin phép đo thông số. Quần đại điểm này em nói 16. Chiều cao là 17. Chiều cao là 27. Tán ngang là 25. Mã 9G xin cái hero là 300k. Là phiếu qua cây. Tiếp tục giao luôn với quý cô chú anh chị mình là mã 10G ạ. Xin phép đo thông số. Quần em nói là 15. Chiều cao 25. Tán ngang 20. Đây nút nụ khá là nhiều nha quý cô chú anh chị. Đâm tự nâu khá là nhiều luôn. Cây này là chơi Tết vô tư. Cô chú để nguyên hoặc là về vô dây mình chơi bonsai đều được nha. Cây mini nhỏ gọn, dễ chơi quý cô chú anh chị ơi. Mã 10G xin phép vô luôn là 300k bao ship ạ. Đây bông. Giờ cây này Bắc Trung Nam đều chơi được hết nha quý cô chú anh chị. Rồi xin phép qua cây. Tiếp tục giao lưu với quý cô chú anh chị mình là mã 11G ạ. Đang cho tược non, có nút nụ bông luôn ạ. Cây cũng gửi là như hình luôn nha quý cô chú anh chị ơi. Hoành em nói là 14,5. Cái này em chưa khai thác đế gọi ở dưới nữa đó quý cô chú. Chiều cao là 28. Tán ngang là 25. Rồi mã 11G xin phép giao lưu là 300k bao ship ạ. Quý cô chú anh chị mình hợp nhãn thì cứ kết bạn Zalo với con là 0326408040. Con chúc cây, con sẽ chụp hình cây quý cô chú anh chị cho đúng cây. Cứ số điện thoại con có hiển thị bên góc trái màn hình đó. Rồi xin bước qua cây. Tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị mình là một cây nguyệt quế lá xoắn bông chùm mini nha quý cô chú anh chị. Mã 12G. Con xin phép đo thông số ạ. Chiều cao em nói là 45. Tán ngang là 30. Hoành em nói là 12. Đấy, khá là đẹp ạ. Đẹp. Giá cực kỳ sinh viên quý cô chú anh chị mình luôn. Mã 12G em xin phép vô luôn là 450k bao ship kèm chậu. Giá này là hợp túi tiền luôn, ai cũng có thể chơi được hết luôn ạ. Dạ em xin nhắc lại là mã 12G 450k bao ship kèm chậu. Cuối năm rồi mãi vô cô chú anh chị ơi, giá cực kỳ mềm rồi ạ. Em xin phép qua cây. Dạ tiếp tục giao lưu với quý cô chú anh chị mình một cây nguyệt quế lá xoắn bông chùm. Hiện tại là bên con đã làm lũa ha, một bên này, bên đây là còn sống nha cô chú anh chị. Bên đây em làm lũa đã hoa keo lũa hết rồi. Này cây nghệ thuật chứ không phải cây bài con nghe quý cô chú. Hiện tại á, cái cốt cành của nó là bằng ngón tay cái con rồi. Tôi xin phép đo thông số. Hoành ở điểm này em nói 24. Chiều cao là 24 luôn. Tán ngang là 24 luôn. Rồi mã 13G xin phép giao lưu là 600k bao ship kèm chậu. Lùng lực mini nhỏ gọn. Bông cực kỳ thơm luôn á quý cô chú anh chị. Cái này giờ mình để bằng trà là ok. Bé bé xinh xinh nhỏ gọn. Rồi xin phép qua cây. Dạ tiếp tục giao lưu với quý cô chú anh chị mình là một cây nguyệt quế lá xoắn bông chùm lũa luôn nha cô chú anh chị.
cành của em nó khá là bự ạ. Đây con đo ngón tay con vô. Đây. Đế chạy đều. Tứ diện luôn ạ. Đế rất là quái. Đây, đùa đây. Hai mặt lũa nha quý cô chú anh chị. Bên đây là còn sống, còn bên đây là lũa. Và ngược lại, bên đây là lũa, bên đây là còn sống. Thế là con thoa keo lũa hết rồi, tôi đã xử lý hết rồi. Còn mấy cái cúc cành á, đã vô dây rồi. Quay cận cảnh những cúc cành nè. Đây. Những nhánh này bị lũa, mà những nhánh này là sống đây. Cây hiện tại là mới đâm tược non, sống rất là khỏe luôn á cô chú. Rồi tôi xin phép ra thông số. Ở điểm này của em nó là 27. Chiều cao là 49. Và từ cành 1 qua cành 2 là 40. Hết quỳnh đế luôn là em nó là 70 ạ. Quý chú, quý cô chú anh chị mình thích cây ngờ thuật thì nhanh tay ghim cây này nha. Ở ngoài nó rất là khéo tay luôn. Hiện tại là trước mắt quý cô chú anh chị là mình làm mã 12G, giá là 1.200.000. Bao ship kèm chậu ạ. Cái là chậu gốm luôn á quý cô chú. Còn mình không muốn lấy chậu thì con sẽ bớt tiền lại cho mình. Thì lúc đó thì mình liên hệ con thỏa thuận nha. Cây này ở ngoài còn đẹp hơn trên clip luôn. Thì cô chú anh chị mình thích thì kết bạn Zalo với con. Con gửi hình trực tiếp hoặc là gọi video con trực tiếp đều được cho quý cô chú anh chị mình tham khảo luôn nha. Rồi xin phép qua cây. Vậy rồi tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị mình là mã 15G. Thì chú bắt quý cô chú anh chị mình là một cây nguyệt quế lá xoắn bông chùm ạ. Đây. Nó già cây nên nó răng guốc nè quý cô chú. Nó xoắn xoắn nè. Là này rất là già cây luôn. Nó mới có hiện tượng này. Đây, mấy cái tàn, mấy cái nhánh của nó là vô dây thành phẩm hết rồi. Thì mình để nguyên chơi, mình không cần vô dây nữa. Tại vì nó đúng hình. Con phép đo thông số ở đây. Hoành là 22,5. Chiều cao là 54. Tán ngang là 58. Hiện tại là cây đang có tược non, lá xum xuê, xanh muốt cho quý cô chú anh chị. Thì hiện bên con là bao ship bao sống cho quý cô chú anh chị mình luôn. Mã 15G, giá 750.000, bao ship kèm chậu ạ, con xin qua cây. Trước mắt quý cô chú anh chị mình là một cây mẫu tử, giống là nguyệt quế lá xoắn bông chùm ạ. Hiện tại là lá đang xum xuê luôn. Cốt cành nó to hết luôn á quý cô chú. Mà cắt là đã xử lý rồi. Mẫu tử đây. Con xin phép đâu hoành. Ở điểm này là 29. Còn một cái của nó là... Dạ là 20. Chiều cao là 37.
mà tán ngang là 57. Lá đang xum xuê luôn, cây đang sống khỏe nha quý cô chú anh chị. Thân của nó nè, u nằng hết rồi. Tình mẫu tử. Rồi mã số 16G, con xin phép giao lưu quý cô chú anh chị mình là 800k bao ship kèm chậu ạ. Rồi xin phép qua cây. Tiếp tục giao lưu quý cô chú anh chị mình là 17G. Ủa? Tôi xin phép ra thông số. Ở điểm này là 14.5. Cũ là 22. Chiều cao là 59. Quà tán ngang là 45. Rất là già cây. Dán mảnh mai ha quý cô chú anh chị. Nhưng mà nó găng guốc đây. Coi chữ C luôn ạ. Lá thì xum xuê. Cây bên con là bao ship bao sống cho quý cô chú anh chị nha. Rồi mã 17 ghê, con xin phép giao lưu là 700k bao ship kèm chậu. Cây đang sống khỏe cho quý cô chú anh chị. 17 xơi, 17 ghê, 700k à. Rồi con xin phép qua cây. Và tiếp tục giao lưu với quý cô chú anh chị mình là mã 18 ghê, nguyệt quế lá xoắn bông chùm à. Hiện tại thì lá đang mướt nha quý cô chú anh chị. Cây đang sống khỏe. Con xin phép đo thông số hoành ở đây. Hoành là 19. Chiều cao là 43. Tán ngang là 42. Hiện tại trước mắt quý cô chú anh chị mình là mã 18 g, có giá là 650k bao ship kèm chậu ạ. Giá tầm này là dễ, rất là dễ chơi luôn quý cô chú. Cây thuần chậu luôn. Nên sức sống còn mạnh liệt, to sống khỏe. Rồi xin nhắc lại 18 g giá 650k xin phép qua cây. Và tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị mình là Samsung Hinh. Cây đang sống khỏe. Trên cây có mặt hoa. Có nút nụ rất là nhiều luôn quý cô chú. Thì cái này là chưa có khai thác đế luôn á. Giờ quý cô chú mình thay chậu khai thác đế giúp con nha. Rồi hoành ở vị trí này là em nó là 20. Con đó chơi mà 20 để con đo thân thôi nha quý cô chú. Cho anh chú chạy dài dễ hình dung. Phôi nó là 19. Mã 19 ghê, xin phép giao lưu là 160. Hiện tại cô chú anh chị mình chốt 10 phôi, sau con sẽ tặng 1 phôi. Còn khi mà cô chú chốt 2 phôi thì giá sẽ 300 bao ship ạ. Cây đang sống khỏe đây, bông siêu nhiều luôn. Còn xin phép qua cây. Với cô chú anh chị mình là mã 20 ghê. Đế chữ A luôn quý cô chú. Rất là già cây nè. Con xin phép ra thông số hoành ở điểm này là 21.5. Chiều cao em nó là 12. Đế chưa khai thác. Đế chữ A luôn nghe cô chú. Có bông trên cây luôn. Nút nụ đặc khích luôn nè. Rồi mã 20G. Mã 20G con xin phép vô luôn với quý cô chú anh chị mình 160. Xin phép qua cây. Tiếp tục con xin vô luôn với quý cô chú anh chị mình là mã 21G, 21G. Lỏng hoài. Con xin phép ra thông số hoành ở đây. Hoành là 20. Chiều cao siêu mini luôn. 8 ạ. Đây chưa khai thác đế luôn à.
cô chú mình lấy số lượng về chơi, cái này là cực kỳ giá là cực kỳ hạt rẻ luôn, về mình vô dây là mình có thể thay chậu rồi được ạ. Chi cành nó bự hết rồi, 21 g xin phép vô luôn là 160 ạ. Bữa giờ cô chú mình chốt là toàn là chốt vài cây không á, thì còn số lượng con cũng còn tương đối ít, thì cô chú anh chị mình nhanh tay nha, chốt 10 cây về chơi cho nó xịn sò. Cây này bao rẻ luôn, trên thị trường không có giá này luôn, không bao giá thị trường cô chú mình luôn đó. Cây này vô dây thành cây bài ok rồi cô chú, cắt nhỏ gọn mini lùng lực bút măng luôn. Rồi xin phép qua cây. Và tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị mình là 22G. Đế chữ A, tất cả đều là đế chữ A luôn. Đế đều, bao đế của chú anh chị mình luôn á. Ở điểm này là 21. Còn đế ở dưới luôn á quý cô chú. Chiều cao là 9. 22G, con xin phép giao lưu là 160 bao ship. 2 cây 300. Rồi xin phép quan. Dạ tiếp tục giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 23G. Chỉ có chi cành luôn. Dễ nhanh chơi luôn. Ở điểm này là 20 ạ. Chiều cao của em nó là 13. Mã 23G, con xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình là 160. Và tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị mình là cái 24. À luôn nè quý cô chú anh chị, đủ chi luôn nè. Đây. Bông thì nước nụ rất là nhiều luôn. Có mặt bông luôn. Con xin nhắc lại phần giống của nó là song hình ạ. Da me hết rồi quý cô chú, đế chữ A luôn nè. Đều tứ diện luôn. Cây này tại vì con có số lượng nên con chia lại cô chú anh chị mình thôi, chứ giá ngoài thị trường là không có giá này đâu. Rồi xin phép đo thông số. Ở điểm này là 22. Chiều cao phôi nó có 8 rồi cô chú. Cực kỳ mini luôn. Chú mình nhanh tay kinh những em này về, mình vô dây mình thay chậu là chơi được rồi đó. Cái chi cành của nó cũng khá là lớn nè, vô dây được rồi nè. Rồi con xin nhắc lại 24G xin phép vô luôn là 160, 2 cây là 300 bao ship. Con xin phép qua cây. Mã 25G là cây cuối clip không quý cô chú anh chị. Vẫn là một cây sam, phôi sam song hình. Đếm da là da me hết rồi. Đế là đế chữ A, chưa khai thác, ở dưới còn nhiều lắm á. Mình giờ mình thay chậu rồi mình hãy khai thác, hiện tại thì đang nuôi á nên con không có khai thác nhiều đâu ạ. Hoành em nó là 20. Chiều cao chỉ có 9 thôi. Cực kỳ mini, nhỏ gọn, dễ chơi luôn. Giờ mình vô dây. Đây trên đây con có mặt bông hết rồi nè. Nụ nút nụ rất là nhiều luôn. Cây đang sống khỏe, con đảm bảo bao sống cho cô chú anh chị mình nha. Thì hiện tại 25G cũng giá là 160, 2 cây là 300, còn 10 cây thì con tặng 1 cây ạ. Và cảm ơn cô chú anh chị mình vừa qua đã ủng hộ kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây cũng như là shop LV chúng em. Địa chỉ bên em là ấp Nhân Quế, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại liên hệ là 0326408040. Đấy là cũng là số Zalo luôn. Thì trên clip có hiển thị số điện thoại bên góc trái màn hình á, thì cô chú anh chị mình hợp nhãn thì có thể kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp con đều được. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã ủng hộ con. Con chào tạm biệt ạ.